Như đã hứa, trong số phê não lần này, chúng mình sẽ gửi đến các bạn video tiếp theo của loạt video phân tích series Dark của Netflix. Trong số lần trước, chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu cây phả hệ của các gia đình và dòng họ xuất hiện trong phim, cùng với đó là những mối quan hệ bên lề lằng nhằng của các nhân vật. Tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá những bí ẩn xảy ra trong thế giới của Dark và suy ngẫm về các giả thuyết về những chi tiết quan trọng trong phim. Coi như đây là cảnh báo spoiler cho tất cả những bạn chưa xem series này nhé. Nếu các bạn không sợ spoiler thì ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đối với những bạn đã xem Dark hoặc là chưa xem tập nào, thì chúng ta hãy cứ hiểu rằng trong Dark có 3 thế giới. Đầu tiên là thế giới gốc, tiếp theo là thế giới mà Jonas tồn tại và thế giới mà Jonas không tồn tại. Hai thế giới này sẽ xuất hiện và tồn tại song song với nhau sau khi một sự kiện ở thế giới gốc diễn ra vào năm 1986. Sự kiện này là gì? Chúng mình sẽ giải thích rõ hơn ở phía dưới. Quay lại về hai thế giới có và không có Jonas, chúng ta sẽ lần lượt gọi chúng là thế giới 1 và thế giới 2 cho tiện bề theo dõi nhé. Thế giới 1 và thế giới 2 như chúng mình đã nói, tồn tại song song và có tác động lên nhau. Vậy thì tại sao điều này lại xảy ra? Trong tập 7 của mùa thứ 3, giáo sư Hage Tannhaus đã giới thiệu với mọi người xem về giả thuyết con mèo của Schrödinger. Và đây chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao lại có hai thế giới tồn tại song song mà chúng ta vừa hỏi nhau ở trên. Erwin Schrödinger, một nhà vật lý học người Áo, chính là cha đẻ của giả thuyết này. Chúng ta để một con mèo vào trong một chiếc hộp sắt đóng kín. Bên trong chiếc hộp sắt cùng với con mèo là một lọ thuốc độc, một chiếc búa được nối với một công tắc gắn liền với máy đếm Geiger, tức một thiết bị để dò ra các dạng tia và hạt phóng xạ. Thiết bị này sẽ hướng thẳng vào một khối uranium đủ nhỏ để chỉ có 50% khả năng phân rã trong vòng 1 giờ. Sau 1 giờ đồng hồ, khối uranium này có khả năng sẽ phân rã hoặc không bởi xác suất phân rã trong một chu kỳ bán rã là 50%. Và nếu có, thì bộ đếm Geiger sẽ bắt được tín hiệu và kích hoạt công tắc, thả rơi chiếc búa đập vỡ lọ thuốc độc và hệ quả là con mèo chết. Còn nếu không, đương nhiên là con mèo sẽ sống. Việc này có nghĩa rằng việc con mèo tồn tại ở trạng thái sống và chết sẽ trồng chập với biên độ giống nhau. Trạng thái cuối cùng của con mèo sẽ chỉ được quyết định khi chúng ta mở ra và quan sát nó. Vậy sự liên quan giữa thí nghiệm của Schrödinger với câu chuyện trong series Dark là gì? Câu chuyện trong Dark bắt đầu với một sự kiện đau lòng xảy ra vào ngày 8 tháng 11 năm 1971 ở thế giới mà chúng ta sẽ gọi là thế giới gốc. Con trai, con dâu và cháu gái nội của giáo sư Hage Tannhaus đã qua đời trong một vụ tai nạn. Quá đau buồn vì điều này, Hage đã nghiên cứu về du hành thời gian để xây dựng một cỗ máy thời gian của riêng mình với hy vọng là sẽ thay đổi được quá khứ. Vô tình, cỗ máy này đã phá hủy mọi thứ trong thế giới gốc và tạo ra hai thế giới song song là thế giới 1 và thế giới 2. So sánh câu chuyện này với thí nghiệm của Schrödinger, chúng ta sẽ thấy sự tương đồng, thế giới gốc và con mèo, cỗ máy thời gian và lọ thuốc độc, và khả năng các con cùng cháu của Tannhaus qua đời với khối uranium. Đây cũng là điểm tương đồng đáng chú ý nhất giữa thí nghiệm với bộ phim, khi sự sống hay cái chết của Marek và Sonja Tannhaus cũng xảy ra với khả năng 50-50, giống như khối uranium có 50% khả năng phát ra tia phóng xạ trong một chu kỳ bán rã. Và đáng buồn thay, trong bộ phim, khối uranium đã phát ra tia phóng xạ, các con và cháu của Hage Tannhaus đã chết, kéo theo đó là hàng loạt các hệ lụy khác. Và như chúng ta đã biết, với sự cố xảy ra với cỗ máy của Tannhaus, hai thế giới song song của Jonas và Martha đã được tạo ra. Ngay sau đây, chúng ta hãy đi tìm hiểu câu chuyện đã xảy ra về thế giới của Jonas trước nhé. Như vậy là chúng ta đã hiểu được nguyên nhân cho sự tồn tại song song giữa hai thế giới. Trong phần tiếp theo, chúng mình sẽ kể lại mạch truyện chính trong thế giới 1 dưới góc nhìn của Jonas, nhân vật chính của toàn bộ series, tính từ thời điểm Michael Canvault qua đời vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Sau cái chết của bố mình, Jonas đã phải dành một khoảng thời gian 2 tháng không mấy vui vẻ trong một bệnh viện thành phố để trị liệu tâm lý. Cùng lúc ấy, mẹ của Jonas lại tìm một cách khác để nguôi ngoài nỗi buồn. Trở lại trường học nhưng tâm lý vẫn bất ổn, Jonas vẫn luôn như người trên mây. Đặc biệt là khi nhìn thấy người mình yêu đang mặn nồng trong tay bạn thân của mình. Ouch! Tuy nhiên, Jonas chưa bao giờ ngừng cố gắng để tìm lại cuộc sống của bản thân. Với vụ biến mất của một thanh niên cùng trường là Eric Obenhoff, Jonas cùng với những người bạn của mình là Bartosz Tiedemann, Magnus, Martha và Mikael Nielsen đã lên kế hoạch cùng nhau đi tìm chỗ thuốc phiện mà Eric giấu trong rừng. Lúc cả nhóm đến nơi, họ chạm mặt Franziska, người sau này trở thành bạn gái của Magnus. Khi cả hội vẫn đang tranh cãi xem ai là người có quyền được lấy chỗ thuốc của Eric, thì một âm thanh lạ phát ra từ cái hang gần đó. Đi kèm với âm thanh này là sự chập chờn khó hiểu của những chiếc đèn pin. Cả hội chạy toán loạn, không ai để ý tới ai, dẫn tới sự mất tích của Mikael Nielsen. Vào một ngày không đẹp trời cho lắm, Jonas nhận được một bưu kiện tới từ một người lạ mặt.
bên trong chứa những vật dụng khá hiện đại, thậm chí là dường như không thuộc về hiện tại. Cùng với những vật dụng kỳ lạ kia thì Jonas cũng nhận được một bức thư. Bức thư này chính là bức thư được tận tay Mikael Kahnwald viết và kể lại toàn bộ cuộc đời kỳ lạ của mình. Thông qua bức thư, chúng ta biết được rằng Mikael Nielsen đã quay trở lại ngược thời gian về năm 1986. Anh sau đó được nhận nuôi bởi bà Ines Kahnwald, một y tá làm việc tại bệnh viện thành phố, rồi đổi họ theo họ của bà. Cậu bé của nhà Nielsen kẹt ở quá khứ, gặp gỡ và bén duyên với Hannah, mẹ của Jonas. Còn một vật dụng nữa mà Jonas tìm thấy trong gói bưu kiện là tấm bản đồ chỉ dẫn cụ thể mọi ngóc ngách trong chiếc hang trong rừng. Chàng thanh niên với tình yêu mãnh liệt dành cho chiếc áo mưa màu vàng này, nhờ có tấm bản đồ đã lần ra cánh cửa bí mật nằm sâu trong hang, nơi có thể dẫn người ta quay ngược về quá khứ hoặc tiến đến tương lai với khoảng cách là 33 năm. Theo lời giải thích của giáo sư Hage Tannhaus, con số 33 năm có ý nghĩa quan trọng với thiên văn học lẫn thiên chúa giáo. Đối với phạm trù thiên văn học, 33 năm là khoảng thời gian để vòng lặp của lịch mặt trăng trở về điểm bắt đầu, một cách để báo hiệu sự luân hồi của Dark. Bên cạnh đó, đối với phạm trù của thiên chúa giáo, 33 năm gắn liền với rất nhiều sự kiện, có thể kể đến một số như là Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào năm ngài 33 tuổi hay số phép màu mà Chúa Giê-xu đã thực hiện. Có lẽ đây chính là lý do tại sao đoàn làm phim quyết định chọn con số 33 năm làm khoảng giãn cách giữa các mốc thời gian. Quay lại với Jonas, khi anh mở cửa ra, toàn bộ đèn đóm trong thành phố trở nên chập chờn và động vật cũng chết như ngả dạ, giống như lúc Mikael bị bắt đi. Điều này đã xảy ra rất nhiều lần tại thành phố Vinden, đồng nghĩa rằng trong suốt quá trình lịch sử của thành phố, đã có rất nhiều người quyết định đi xuyên thời gian để đến được thời điểm mình mong muốn. Theo trực giác, Jonas trèo vào trong lối đi nhỏ đó và chui lọt tới Vinden năm 1986. Cụ thể là vào ngày 8 tháng 11 năm 1986, nơi cậu đã được tận mắt nhìn thấy Mikael đang ở đây vào ngày 9 tháng 11. Theo dõi Jonas suốt cả chặng đường chính là kẻ lạ mặt đã thuê phòng tại khách sạn nơi mẹ của Bartosz làm việc. Người này xem chừng rất hiểu rõ về việc đi xuyên thời gian và hiểu cách mọi thứ vận hành. Đó là lý do tại sao ngay khi Jonas có ý định đưa Mikael quay trở lại năm 2019, người đàn ông này đã ngay lập tức ngăn cậu lại và tỏ ra cực kỳ giận dữ. Jonas quay lại năm 2019 qua một cuộc gặp mặt với Martha. Chúng ta biết được rằng Martha cũng có tình cảm cực kỳ sâu đậm với chàng trai mặt lúc nào cũng buồn như thể cha mới mất. Jonas quyết định gạt phăng mọi tình cảm của mình với Martha sang một bên để quyết tâm sửa sai tất cả mọi thứ. Nhân vật của chúng ta sau đó quyết định quay ngược thời gian để đón Mikael quay về với hiện tại. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị làm vậy, thì Noah và Helge đã kịp bắt cóc cậu về căn hầm màu xanh nước biển. Tại đây, Jonas gặp lại kẻ lạ mặt đã bám cậu như fan cuồng suốt từ đầu phim. Hóa ra người này chính là Jonas, nhưng mà của tương lai. Cụ thể là của năm 2053. Jonas lớn giải thích cho Jonas trẻ rằng tương lai của cậu sẽ cực kỳ trắc trở, bảy nổi ba chìm với du hành thời gian. Tuy nhiên thì để thực hiện được một nhiệm vụ cao cả hơn, Jonas trẻ phải trải qua 81 kiếp nạn để có thể trở thành chính xác bản thể lớn hơn của mình. Sau cuộc gặp mặt với bản thân, Jonas trung niên mang vali thời gian vào đường hầm trong hang với hy vọng phá hủy cổng thời gian một lần và mãi mãi. Nhưng điều này vô tình tạo ra một cánh cổng thời gian khác trong cái bunker. Cánh cổng này đã đẩy Jonas trẻ tới 2052, còn Helge nhỏ từ năm 1953 tới năm 1986. Năm 2052, Vinden giờ đây đã trở thành một xứ sở tan hoang hậu tận thế. Jonas đang lang thang trên đường thì bị Zelia bắt. Một cái kết ngầu đét của season 1. Sang mùa 2, chúng ta biết rằng người lãnh đạo của nhóm những người sống sót chính là cô bé cầm Elizabeth Doppler năm xưa. Elizabeth có luật rằng khu vực nơi nhà máy điện hạt nhân năm xưa là vùng đất không một ai được đặt chân tới. Tuy nhiên, Jonas đã phá luật sau khi phát hiện ra một đống bùi nhùi đen xì bay lơ lửng giữa không trung. Đây chính là vật chất đen, một loại vật chất dùng để di chuyển xuyên thời gian, thứ mà những người phụ trách nhà máy điện năm xưa cố gắng che giấu. Và vì phá luật, Jonas đã bị bắt và treo cổ. Tuy nhiên, Elizabeth câm và khiêm thính chứ không hề vô nhân tính. Cô đã quyết định thả Jonas ra. Tuy nhiên, từ đó, cổ của Jonas cũng bị điểm thêm vết thỏng lọng. Nhân vật chính của Dark vẫn không từ bỏ hy vọng và tiếp tục cố gắng tìm hiểu xem đống bùi nhùi trong khu vực nhà máy cũ có thể đưa mình quay trở lại thời điểm năm 2019 không. Thì đen đủi thay, chàng thanh niên đã bay vụt về tận năm 1921. Tại đây, cậu gặp một người đàn ông nhăn nhó méo mó trông như quả táo tàu. Nhưng có một điều mà cậu không hề ngờ tới, đó chính là quả táo tàu kia chính là cậu nhưng mà trong tương lai. Với danh tính là Adam, Jonas già khẳng định cho bản thể thiếu niên của mình rằng ông là người tốt. Adam cũng không quên giải thích rằng ông đang cố phá hủy vòng lặp thời gian đang xảy ra trong thế giới 1, rằng tất cả các vụ những đứa trẻ bị bắt cóc là một cách để thử nghiệm những phiên bản máy thời gian. Việc những đứa trẻ ấy chết hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Tuy nhiên,
việc chúng hy sinh cho sự hoàn thiện của cỗ máy là một việc không thể tránh khỏi. Adam cho Jonas thấy phiên bản hoàn hảo nhất của cỗ máy thời gian. Ông cũng giải thích rằng với cỗ máy này, bất kỳ ai của tổ chức Zygmundus Creatus Est cũng có thể du hành thời gian đến bất kỳ thời điểm nào mà họ mong muốn, chứ không chỉ bị giới hạn 33 năm như đường hầm trong hang. Adam dùng cỗ máy để đưa Jonas quay trở lại thời điểm trước khi Michael Canvald qua đời, với hy vọng lái lịch sử theo một hướng khác. Quay lại tương lai, từ năm 1921 về 2019, Jonas quyết định rằng mặc kệ tất cả, anh phải hôn được người con gái anh yêu và ngăn bố anh tự tử. Nhưng đáng buồn thay cho Jonas, việc anh quay ngược thời gian để cố gắng cứu Michael cũng là một phần của vòng lặp thời gian. Qua cuộc gặp này, Jonas mới biết rằng khi Michael vẫn chỉ còn là Mikael, một bản thể Jonas khác đã đưa Mikael qua đó và bỏ cậu bé lại năm 1986. Cũng trong cuộc gặp gỡ ấy, nhờ có Claudia, Jonas với Michael nhận ra rằng nếu Michael không chết, thì phiên bản Jonas trẻ sẽ không bao giờ trải qua những đau đớn và tiếp tục trưởng thành để trở thành Adam. Biết được điều này, Michael quyết định tự vẫn để bảo vệ Jonas và cũng không quên để lại lời nhắn cho Jonas tương lai. Còn Uzumaki Jonaso thì đi cùng với G Claudia để trở thành một nhà du hành tốt hơn. Và với những gì mà chúng ta đã biết, thì chắc chắn trong tương lai, Jonas của chúng ta sẽ quay lại bắt cóc Mikael để vòng lặp được tiếp tục. Jonas sau một khoảng thời gian học hỏi từ Claudia, được bà giao nhiệm vụ quay lại quá khứ để hướng dẫn bản thể trẻ hơn của mình du hành thời gian. Cụ thể là Jonas quay về năm 1986, vào gần như ngay sau thời điểm mà Claudia mới vừa lỡ tay giết chết bố mình. Jonas đã đưa Claudia 86 về với năm 2020 và để lại cỗ máy thời gian cho bà nhằm giúp phiên bản Claudia này có công cụ để tiếp tục du hành thời gian. Còn anh lại quay lại ngôi nhà của mình. Tại đây, anh đã gặp Martha. Martha sau khi biết được sự thật về việc du hành thời gian, không quan tâm đến chuyện mình là bác gái của Jonas, lao vào và hôn chàng nhân vật chính của chúng ta tới tấp. Khi hai người hôn nhau còn chưa kịp xong, thì Adam đã xuất hiện. Để đảm bảo mọi thứ đi theo đúng kế hoạch của mình, Adam đã bắn chết Martha ngay trước mắt Jonas. Tức là bản Jonas trong tương lai đã phải tự tay giết chết người con gái mình yêu thương vì tham vọng của bản thân. Tới đây thì câu chuyện đã trở nên lằng nhằng hơn rất nhiều. Trong mùa thứ 3, có một khúc Martha đã giải thích cho bản thể trẻ hơn của bản thân về cách thức mà vòng lặp tồn tại. Mọi thứ tuy rằng xảy ra đúng như những gì vẫn luôn xảy ra, nhưng tại một thời điểm ngắn ngủi, đó chính là lúc sự kiện tận thế xảy ra, người ta có thể thay đổi hướng đi của thời gian. Đây là lý do tại sao bản thân Adam vừa muốn nó xảy ra, vừa không. Chính vì vòng lặp thời gian và không gian giữa hai thế giới có một khoảnh khắc như vậy nên mọi vấn đề mới xảy đến. Vào lúc thời gian đứng yên đó, đã có hai tình huống cùng diễn ra song song. Một là Martha của thế giới 2, thế giới không có sự tồn tại của Jonas, đến cứu anh và đưa anh về thực tại của mình. Hai là Jonas tự mình tìm chỗ trốn và sau này trở thành Adam. Chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu sự kiện gì đã xảy ra sau khi Jonas trở thành Adam trước khi đến với thực tại còn lại nhé. Sau sự kiện tận thế năm 2020, Jonas tiếp tục trưởng thành trong tương lai. Và đến năm 2053, tức là 33 năm sau, anh quay ngược thời gian về 2019 để lại một lần nữa hướng dẫn bản thể trẻ hơn của mình đi lại con đường ngày trước mình đã đi. Nếu các bạn thắc mắc rằng tại sao Jonas 2053 lại trông giống một anh trung niên 30 tuổi, thì lý do là diễn viên vào vai có khuôn mặt trẻ mà thôi. Còn thực chất thì nam diễn viên ấy cũng đã 50 tuổi rồi. Sau khi quay trở lại quá khứ và làm y hệt những gì mà những bản thể tương lai đi trước đã làm, như gặp lại mẹ, gặp lại người con gái Martha của mình năm xưa, hay quan trọng hơn cả, đó là giải cứu Bartosz, Franziska và Magnus khỏi tận thế rồi đưa họ về quá khứ năm 1888. Chú ý rằng việc quay lại thời gian về tận năm 1888, tức là họ đã du hành đến 132 năm, tương đương với gấp 4 lần bình thường. Đây là một sự việc nằm ngoài ý muốn của tất cả. Tuy nhiên, tại mốc thời gian này, Jonas cùng những người bạn của mình đã nhận được sự hỗ trợ của một ông già mù thuộc dòng tộc Tannhaus và thành lập nên tổ chức Zygmundus Creatus Est. Vào khoảng thời gian mắc kẹt ở đây, anh cũng nhận được một cuộc ghé thăm bất ngờ của Martha ở thế giới thứ hai, được Adam cử đến để đưa cho anh vật chất đen để nghiên cứu cỗ máy thời gian. Ít nhất là một số lượng vừa đủ để anh vừa thất bại, vừa phải làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi bị bỏng nặng. Bởi vì chỉ khi bị bỏng nặng, Jonas mới trở thành Adam. Vào khoảng thời gian này, Hannah Canvald đã quay về năm 1911 theo chỉ dẫn của Eva để có thể tìm thấy Jonas vào năm đó. Tuy nhiên, vì cả Hannah lẫn cô con gái riêng tên là Zilia của bà đều không thuộc về năm 1911, nên Adam đã thẳng tay sát hại mẹ của mình và đưa Zilia về tương lai, để Jonas trẻ trong tương lai sẽ lại một lần nữa bị bắt giữ bởi Zilia và vòng lặp sẽ được tiếp tục. Nếu các bạn đang thắc mắc Zilia là ai và có ý nghĩa như thế nào với mạch truyện chính, thì đừng quên ghé qua phần 1 giải thích cây phả hệ của chúng mình nhé.
Adam tiếp tục ở lại trong quá khứ để điều hành Zygmundus. Đây là khoảng thời gian mà tổ chức này gây ra nhiều cái chết nhất do những lần thử nghiệm máy thời gian thất bại. Cũng trong năm này, Adam đã gặp lại bản thể Jonas trẻ hơn của mình sau khi anh vừa trở lại từ năm 2053. Đó là những sự kiện chính đã xảy ra đối với bản thể Jonas trong thực tại trở thành Adam. Giờ chúng ta sẽ đến với thế giới song song, thế giới mà Jonas không tồn tại, để xem có điều gì đã thật sự xảy ra. Vinden phiên bản Fake 1 năm 2019, ở thế giới không có Jonas, mọi thứ cũng không thật sự sáng sủa hơn là mấy. Câu chuyện của chúng ta giờ đây sẽ xoay quanh Martha và cuộc sống rối ren của cô nàng. Ông Ulrich Nielsen thậm chí còn đã bỏ Katarina để tiến đến hôn nhân với Hannah và tiếp tục lừa dối cô, ngay trong lúc cô đang mang thai con của ông để ngoại tình với đồng nghiệp là Charlotte. Ngoại trừ những thay đổi này thì cuộc sống ở Vinden 2 cũng u ám y hệt như ở Vinden 1. Như chúng ta đã biết, mọi rắc rối ở thế giới 1 đều bắt nguồn từ Adam. Và ở thế giới thứ 2 này, chúng ta có một nhân vật nắm trong tay số phận của cả thế giới, đó chính là Eva, phiên bản già nhất của Martha của thế giới 2. Đối với phiên bản Martha của thế giới thứ 2, mà trong video này mình sẽ gọi tắt là Martha Phẩy, câu chuyện kỳ lạ của cuộc đời cô bắt nguồn từ khi Jonas xuất hiện trong lớp học. Tại sao Jonas không tồn tại nhưng lại xuất hiện, chúng mình sẽ giải thích kỹ hơn ở tí nữa. Khi gặp Jonas, Martha đã khăng khăng rằng không có một chút ý niệm gì về sự tồn tại của anh. Hóa ra trong thế giới này, cái ngày mà cả hội bạn của Martha Phẩy đi tới cái hang, Mikael đã ngủ ngon lành ở nhà. Do đó Mikael không quay ngược về thời gian, và bởi vậy, Jonas đã không hề tồn tại. Jonas gốc của chúng ta ngay lập tức đi tìm Martha Phẩy và thuyết phục cô nàng du hành thời gian. Do sự sắp đặt của số phận, hoặc là của biên kịch, mà Martha Phẩy đã quyết định đi cùng anh chàng tóc vàng đẹp trai tới tương lai, sau khi sự kiện tận thế xảy ra biến cả Vinden 2 thành một hoang mạc. Ở đây chúng ta đã có một cuộc gặp mặt với Martha Phẩy phiên bản già hơn. Người này đã giải thích cho phiên bản trẻ hơn của mình rằng chuyện ngày tận thế xảy ra là có thật và cô là người duy nhất có thể cứu lấy tất cả mọi người. Ở thế giới 2 này, Martha có vai trò y hệt như Jonas với thế giới 1. Có người bạn đồng hành là Jonas, Martha Phẩy lên đường. Nhưng họ cũng không vì thế mà gác cảm xúc của mình sang một bên. Vì một lý do nào đó mà Martha Phẩy biết rằng mình cũng rất yêu Jonas và cả hai đã rồi có con với nhau, đương nhiên là ngoài ý muốn. Đến đây, câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn một chút. Như chúng ta đã biết, số phận của Jonas sẽ chia làm hai vào khoảnh khắc tận thế. Martha Phẩy cũng y hệt như vậy. Sau khi có thai với Jonas, Martha Phẩy sẽ trải qua nỗi đau mất người yêu sau khi nhìn thấy chính bản thân mình của tương lai bắn chết Jonas, tương đồng với sự kiện Adam bắn chết Martha ở thế giới gốc. Sau sự kiện này, Martha Phẩy đã hứa với một Jonas đang hấp hối rằng cô sẽ sửa sai mọi chuyện. Và đây chính là điểm mấu chốt. Cũng giống như Jonas, anh sẽ lớn lên để trở thành Adam. Nhưng sự thật là khi còn là thiếu niên, anh chỉ có đúng một tham vọng là phá hủy nút thắt thời gian. Martha Phẩy cũng giống như vậy. Và đây là lý do tại sao cô nàng dễ bị dắt mũi bởi những người khác như thế. Sau sự kiện Jonas chết, Martha Phẩy đầu quân cho Eva một lần nữa để trở thành con tốt của Eva. Tuy nhiên, vì vẫn tò mò về những bí mật ở nhà máy hạt nhân, Martha Phẩy đã nhờ ba Tosh Phẩy đưa tới đây để tiếp tục điều tra. Trên đường đi, Magnus và Francisca già của thế giới 1 xuất hiện và đưa cô về với Adam với lý do rằng Eva đang lừa cô và Adam mới là người có thể chấm dứt tất cả mọi thứ. Đến đây, câu chuyện rẽ ra hai hướng. Đối với Jonas, sẽ có hai viễn cảnh xảy ra với anh. Một là trở thành Adam. Hai là bị bắn chết ở thế giới 2. Martha Phẩy cũng như vậy. Sau khi gặp Adam, cuộc đời của cô cũng chia làm hai hướng. Một là làm theo mọi chỉ dẫn của Adam, giải cứu Jonas khỏi sự kiện tận thế, sau đó quay trở lại năm 1888 để giúp đỡ Jonas trung niên và sau đó bị giết bởi Adam vì chính cái thai trong bụng của cô. Hai là ngay trước lúc cứu Jonas, cô sẽ được ba Tosh Phẩy đưa về gặp Eva. Đương nhiên là Eva biết bản thân trong quá khứ đã trải qua những gì và nghĩ những gì, nên bà ta đã chém Martha Phẩy một phát thẳng vào mặt để nhắc nhở rằng cô đang làm việc cho phe nào. Martha Phẩy trong hiện tại này về sau sẽ sống sót qua sự kiện tận thế ở thế giới 2 vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 và lớn lên để trở thành Eva. Việc họ có con với nhau thực chất đều đã được Adam và Eva nắm rất rõ. Tuy rằng Adam chưa từng đến thế giới của Eva, nhưng nhờ cuộc gặp vào năm 1888 với Martha của thế giới song song, Adam đã biết về sự tồn tại của thế giới ấy và bắt đầu lao vào nghiên cứu chế tạo cỗ máy thời gian. Theo những gì mà Adam suy luận thì đứa con của hai người chính là điểm khởi đầu. Vì như chúng mình có nói trong video giải thích lần trước, The Unknown hay The Origin chính là cha đẻ của Thornton Nielsen, đồng nghĩa với việc nếu không có The Unknown, toàn bộ dòng họ Nielsen sẽ không tồn tại. Đồng nghĩa với việc Martha sẽ không tồn tại. Bên cạnh đó,
The Unknown cũng chính là người ép ngài thị trưởng thành phố Vinden ký vào tờ giấy cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân, dẫn tới hệ quả là sự kiện tận thế năm 2020. Và theo logic của Adam, có nghĩa là chỉ cần giết được Martha Faye phiên bản sau khi cô đã có thai với Jonas thì đứa trẻ sẽ không bao giờ được sinh ra và vòng lặp sẽ chấm dứt. Nhưng sự thật lại không hề đúng như những gì mà ông ta suy nghĩ. Về hướng đối diện, Eva không cho phép chuyện này xảy ra. Bà ta không chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình sẽ phải chết. Vì tình yêu quá lớn dành cho con, Eva đã thề với bản thân rằng sẽ giữ mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo vốn có của nó để giữ mạng sống của hắn. Tuy nhiên, khác với một Adam hoàn toàn mông lung thì Eva hiểu rất rõ về cách thức mà vòng lặp hoạt động và cả về khoảnh khắc mà thời gian ngưng động. Chính vì sự đối lập trong cách suy nghĩ, Adam và Eva đã trở thành nguyên do cho sự lặp lại vô tận này của thời gian. Đến đây, mọi thứ sẽ tiếp tục đi theo hai chiều hướng khác nhau, nên chúng mình sẽ tách hẳn phần sau ra làm một phần riêng biệt để các bạn dễ dàng sâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra trong Dark nhé. Vậy là như những dữ liệu chúng ta đã có thì Jonas vào khoảnh khắc tận thế hoặc sẽ được cứu bởi Martha Faye ở thế giới thứ hai theo lệnh của Adam và có con với bản thể trẻ hơn của cô nàng ở thế giới đó, hoặc là sẽ không được cứu bởi bất kỳ một ai cả và tự tìm chỗ trú, lớn lên rồi trở thành Adam. Còn đối với Martha Faye của thế giới song song, số phận của cô cũng sẽ rẽ theo hai ngả. Một là bị giết bởi Adam, hai là trở thành Eva. Và tất cả điều này được quyết định ở ngay giây phút mà thời gian ngưng động. Từ, cái này hơi khó để hình dung. Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu hiện thực đã diễn ra cùng một lúc? Hãy cùng mình điểm lại nhé. Đầu tiên là hiện thực 1 của Jonas khi anh không được cứu bởi Martha và trở thành Adam. Hiện thực 2 khi Jonas được cứu bởi Martha, có con với phiên bản trẻ hơn của cô và bị bắn chết. Tiếp đến, hiện thực 1 của Martha Faye khi cô đã có con với Jonas và quay lại cứu anh khỏi tận thế, nhưng cuối cùng lại bị giết bởi Adam. Hiện thực 2 của Martha Faye là khi cô đã có con với Jonas, định quay lại cứu anh thì được Eva cử người kéo lại về thế giới của mình để Jonas trở thành Adam. Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng nếu không có Adam thì Eva cũng sẽ không thể tồn tại và ngược lại. Và chính họ là những người đã đưa ra những quyết định khiến cho dòng thời gian thay đổi và tạo ra lẫn nhau. Và ngang trái hơn, chính họ là yếu tố quyết định cho sự sống còn của tất cả các sinh linh của Vinden và thế giới. Cả hai đều không thể buông bỏ những ước muốn của bản thân để thật sự tìm đến những hy vọng mới. Câu chuyện này là mình nhớ đến hai người đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh là Adam và Eva, những người đã làm trái lại điều luật của Chúa trong vườn địa đàng để rồi bị đuổi ra. Trong cuộc sống, chúng ta đã quá quen với một khái niệm rằng mọi thứ đều có điểm khởi đầu, kiểu như không có lửa thì làm sao có khói. Tuy nhiên thì trong series Dark, có một lý thuyết nữa đã được sử dụng để xây dựng nên logic của phim, đó là nghịch lý Bootstrap. Vậy nghịch lý Bootstrap được giải thích như thế nào? Ok, nghe nhé. Bạn tưởng tượng rằng một ngày nọ, bạn mở cửa vào nhà và thấy một cuốn sổ tay hướng dẫn cách xây dựng một cỗ máy thời gian từ một người nào đó vô danh. Trong cuốn sổ tay này cũng không có thêm bất kỳ một thông tin gì khác ngoài các bước hướng dẫn xây dựng cỗ máy đó. Bạn lấy kiến thức từ cuốn sách và xây dựng thành công một cỗ máy thời gian. Bạn sử dụng sản phẩm của mình và mang cuốn sách ấy bán cho bản thể trẻ hơn của mình để hướng dẫn quá khứ của bản thân xây dựng nên cái máy. Đây gọi là một vòng tròn luân hồi hay nghịch lý Bootstrap. Tuy rằng nghe nghịch lý này đương nhiên là phi lý, nhưng nó lại là cách tốt nhất để giải thích những sự kiện đã xảy ra trong Dark, hay cụ thể hơn là giải thích hai thế giới song song, một và hai tồn tại ở trong Dark. Có một câu nói luôn được lặp lại rất nhiều trong series này, đó là Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Dịch ra nghĩa là sự khởi đầu chính là sự kết thúc và ngược lại. Chúng ta không biết được điểm khởi đầu chính xác là đâu, chỉ mơ hồ rằng sự ra đời của kẻ vô danh, tức là con trai của Adam và Eva. Nhưng cụ thể hắn ra đời vào năm nào, ở chỗ nào thì chúng ta cũng không hề biết. Câu chuyện chỉ có như vậy và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại vĩnh viễn, luân hồi. Như vậy là chúng ta đã biết được mục đích của cả Adam và Eva. Vậy chính xác họ đã triển khai kế hoạch của mình như thế nào? Đối với Adam, chúng ta không được biết rõ ràng ông ta chính thức lên toàn bộ kế hoạch của mình như thế nào. Chỉ có một vài điểm mấu chốt của kế hoạch đó được đưa lên phim, như cử Charlotte và Elizabeth lớn tới tương lai để đưa Charlotte sơ sinh về quá khứ nhằm ép Noah du hành thời gian và khiến Elizabeth chờ đợi trong đau khổ để rồi biến cô thành một người phụ nữ tan vỡ như chúng ta đã thấy. Nếu điều này không xảy ra, thì Jonas phiên bản trẻ hơn sẽ không bao giờ có thể trải qua những đôi đau cần có để trở thành Adam. Ông ta cũng giao nhiệm vụ cho Noah quay lại thời gian để thử xây dựng cỗ máy thời gian, dẫn tới cái chết của những cậu bé trong thành phố Vinden, trong đó có em trai của Ulrich Nielsen là Mats Nielsen. Cử Francesca và Magnus sang thế giới của Eva để thuyết phục Martha Faye đầu quân cho mình.
hay như đưa Julia từ quá khứ năm 1911 đến tương lai hậu tận thế và để cô bé trưởng thành ở đó. Có vậy thì Jonas trẻ mới bị bắt bởi cô bé trong tương lai để dẫn tới những sự kiện tiếp theo. Còn đối với Eva, kế hoạch của bà có những điểm mấu chốt nào? Cử bản thể trung niên của mình đến mốc thời gian 2052 ở thế giới song song để dẫn dắt Jonas và Martha Faye, dẫn họ tới khoảnh khắc hai người quan hệ với nhau. Sau khi Martha Faye chuẩn bị cứu Jonas, Eva đã gửi ba Tosh đến đúng thời điểm trước khi cô nàng kịp làm bất kỳ điều gì để đưa cô về với thế giới song song. Từ đây, sau khi biết được sự thật về cái thai, về vết sẹo và về ý nghĩa của cuộc đời mình, Martha Faye đã tự mình bắn chết Jonas trước sự ngỡ ngàng của bản thể trẻ hơn. Và mọi thứ lại tiếp tục lặp lại. Bà cũng gửi từng thành viên trong hội của mình là Erith Lux, tạm dịch là There Will Be Light, tức là sẽ có ánh sáng, về từng thời điểm quan trọng trong lịch sử để cứu những nhân vật quan trọng như Hannah, Elizabeth Doppler hay Bathosh. Sở dĩ, Eva phải làm như vậy là vì người này là mấu chốt để giữ vững những cây phả hệ cần thiết để giữ thế giới của bà cân bằng với thế giới của Adam. Và theo như những gì chúng ta đã thấy trong bộ phim, miễn sao Adam và Eva thực hiện được theo kế hoạch của mình thì vòng lặp sẽ liên tục tồn tại. Ấy là cho đến khi một người khác phát hiện ra sự thật. Có một người khác đang âm thầm nghiên cứu để giải thoát tất cả, một lần và mãi mãi. Đó chính là Claudia Tinnemann. Bà đã dành 33 năm cuộc đời của mình để nghiên cứu về lời nguyền mà cả hai thế giới đang phải chịu đựng. Chúng ta hãy bắt đầu với lý do tại sao Claudia có thể biết được điều mà cả Adam và Eva không biết, đó là sự tồn tại của thế giới gốc. Trong tập cuối của mùa thứ 3, Adam đã hỏi trực tiếp Claudia câu này. Bà đã tiết lộ rằng bà nhìn thấy những mối quan hệ không ràng buộc với nhau, cụ thể là con gái của bà, Regina. Khác với dòng họ Nielsen hay gia đình của Charlotte Doppler, Regina được sinh ra bởi những người không liên quan tới những lằng nhằng bắt nguồn từ việc du hành thời gian. Tuy nhiên, ở cả hai thế giới này, cô đều phải chịu một số phận cay đắng, đó là qua đời khi còn trẻ. Và phê phim tin rằng đây cũng chính là lý do khiến Claudia quyết định tìm ra sự thật. Trong phim không nói rõ người phụ nữ ấy đã tìm ra thế giới gốc ra sao, nhưng theo chúng mình, có một số lý do sau để Claudia phát hiện ra sự thật, còn Adam và Eva thì không. Adam và Eva đều bị che mắt bởi những tham vọng của mình. Adam thì luôn luôn chắc chắn rằng chỉ cần tiêu diệt The Unknown hay The Origin thì mọi thứ sẽ kết thúc. Bên cạnh đó, từ khi còn trẻ, Adam không thật sự là một người chủ động trong mọi việc. Gần như tất cả những thứ mà nhân vật chính của chúng ta đã làm trong cuộc đời đều đến từ định hướng của các bản thể lớn hơn của mình hoặc là của Claudia. Adam gần như không có sự chọn lọc và tiếp nhận nhiều luồng thông tin, cũng như không có sự liên kết chặt chẽ giữa các bản thể với nhau. Đây là lý do tại sao ngay cả khi đã già, ông ta vẫn không thể tìm ra được sự thật về nút thắt. Còn Eva thì khác, để đạt được mục tiêu bảo vệ con trai của mình, tất cả các bản thể Martha Faye đều hoạt động chung với nhau, cực kỳ thống nhất. Điều này cho thấy rằng Martha Faye đã sẵn có một kế hoạch từ rất lâu để đạt được mục đích của bản thân. Bên cạnh đó, cả hai người họ không có bất kỳ một lý do nào khác để đi tìm khả năng về sự tồn tại của thế giới thứ ba hay thế giới gốc, vì tất cả những gì họ nghĩ họ cần làm hay cần quan tâm chỉ nằm trong hai thế giới song song. Và đây chính là điểm khác nhau rất lớn tại sao Adam và Eva không biết đến sự tồn tại về thế giới gốc, trong khi Claudia thì có. Khác với hai người, mục tiêu của Claudia đó là cứu con gái Regina khỏi số phận nghiệt ngã trên cả hai thế giới của Adam và của Eva. Đây chắc chắn chính là động lực lớn nhất để Claudia đi tìm hiểu sự thật. Với động lực lớn như vậy, Claudia chính xác tìm hiểu như thế nào? Có một phân cảnh mà chúng ta đã được thấy trong tập 7 của mùa 3, khi Claudia ở thế giới 1 giết phiên bản Claudia Faye để trà trộn vào đội quân của Eva. Chúng mình tin rằng chính nhờ cơ hội này, bà đã có tất cả những thông tin cần thiết để tìm ra sự thật. Khả năng cao là bà đã bắt đầu làm việc và tìm hiểu các mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Giống như bức tường mà chúng ta nhìn thấy trong phần 1, và dựa vào những thông tin mà mình thu thập được từ cả hai thế giới, bà hoàn toàn có thể xác định được ai là người thuộc vòng lặp và ai không, như hình này ở phần 1. Đây là cơ sở chắc chắn nhất để Claudia lần ra sự kiện năm 1971, khi các con và cháu nội của Hage Tannhaus qua đời ở thế giới gốc. Vì như chúng ta đã biết ở video phân tích phả hệ lần trước, nhà Tannhaus đã có truyền thống nghiên cứu về thời gian, và kết quả là bà đã thật sự tìm được câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi. Đó là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hai thế giới song song. Chúng ta không được biết cụ thể rằng Claudia đã xử lý những thông tin ra sao và lên những kế hoạch gì để làm được điều này. Chúng ta chỉ biết rằng bà đã mất 33 năm cùng hàng loạt những lần can thiệp vào quá khứ để tìm thấy câu trả lời trên. Và chính nhờ những gì mà Claudia đã biết về cả ba thế giới, bà có thể thuyết phục Adam phá vỡ vòng lặp một lần và mãi mãi. Theo lời của bà, Adam đã từ năm 2053 quay lại khoảnh khắc ngay sau khi ông bắn chết Martha ở thế giới thứ nhất để đưa Jonas sang thế giới thứ hai. Tại đây, Adam đã giải thích mọi chuyện cho Jonas nghe.
Ông ta nói về phiên bản trẻ hơn của mình rằng cách duy nhất để phá vỡ vòng lặp đó là hãy đón Martha Fay đi cùng mình quay về năm 1986 tại Thế giới 1. Vì vào năm 1986 ở Thế giới gốc, giáo sư Hage Tannhaus sẽ khởi động cỗ máy thời gian của ông để tạo ra hai thế giới của Adam và của Eva. Nếu Jonas và Martha đến đúng lúc này và vào được đường hầm không gian và thời gian cực kỳ trippy này, họ có thể đến được Thế giới gốc để thuyết phục con trai của Tannhaus quay lại nhà của cha mình và từ đó cứu lấy sinh mạng của gia đình anh. Trong phim, cặp đôi của chúng ta đã làm được như vậy. Theo chỉ dẫn của Claudia, Jonas và Martha đã chấm dứt được vòng lặp và khiến cho cả hai thế giới song song biến mất. Cả hai người lúc này đã thật sự cảm nhận được sự tự do, thật sự được cảm nhận sự yên bình. Như chúng ta đã biết, sự kiện tận thế đã tạo ra một khoảnh khắc khi thời gian và không gian dừng lại để mọi thứ có thể thay đổi. Giả thuyết của chúng mình về đường hầm thời gian cũng sẽ liên quan một chút tới điều này. Theo phim, đường hầm ánh sáng này không hề thuộc bất kỳ chiều không gian hay thời gian nào hết. Nó tồn tại song song với tất cả các thế giới đã được tạo ra. Do đó, cần phải có một sự kiện giống như tận thế của hai thế giới song song, hoặc là sự kiện máy thời gian của Tannhaus phát nổ ở thế giới gốc để có thể tạo ra khoảnh khắc thời gian và không gian ngưng động. Một khoảnh khắc duy nhất để ai đó có thể bước vào đường hầm ánh sáng. Và khi vào đây, bất kỳ ai xuất hiện trong đường hầm này đều có thể ít nhiều tác động lên những chiều không gian và thời gian khác nhau. Nó giải thích cho lý do tại sao tuy đây là lần đầu tiên Martha Fay và Jonas vào được đường hầm này, nhưng họ lại có thể nhớ được việc nhìn thấy nhau ở trong tủ khi còn bé. Vì việc này không chỉ ảnh hưởng tới một bản thể Jonas hay Martha Fay, mà là tạo ra một phần ký ức cho họ từ một chiều không gian thời gian khác. Vậy là hành trình tìm hiểu về Dark của chúng ta đã chính thức khép lại tại đây. Chúng mình mong rằng với hai video này, các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về những lý thuyết được áp dụng trong phim và chúng có ý nghĩa như thế nào đối với câu chuyện trong loạt phim này. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của Phê Phim ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những series cực kỳ hack não của Netflix hoặc là không tiếp theo. Auf Wiedersehen. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.